Ok, hôm nay thì mình muốn dẫn cho các bạn về cái con mèo. Đây, các bạn thấy có cái con mèo nó ở bên góc trái màn hình nhá. Thì đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cách để cài cái bongo cát. Thì đầu tiên các bạn cứ gõ bongo cát như này. Bongo cát kèm theo OBS. Đó. Sau các bạn nhấn vào dòng đầu tiên, nó có cái link OBS Project ấy. Đó. Thế xong rồi các bạn nhấn download. Nhấn download, đúng chưa? Nó sẽ có một file như này. Các bạn giải nén ra. Được chưa? Thì ở đây mình đã có một file nén ở đây rồi. Đây. Sau các bạn từ từ mình giải nén ra đã. Đây mình giải nén ra nhá. Chúng ta sẽ có ba file này đúng không? Sau rồi các bạn sẽ mở cái phần OBS lên. Các bạn nhấn vào đây. Sau các bạn copy ba cái này vào. Copy nhấn vào đây, sau copy vào đây vào. Mình copy rồi nên mình không muốn lỗi. Nên mình sẽ không copy nữa. Ok. Đó. Chỉ có vậy thôi. Và sau đấy các bạn sẽ nhấn chuột phải. Ô này. Sẽ có một các bạn sẽ phải reset cái OBS nhá, các bạn phải tắt OBS đi. Các bạn mở lại. Nếu mà lúc đấy các bạn đang bật nhá. Thôi các bạn nhấn chuột phải. On. Bongo cát nó có sẵn đây rồi, các bạn nhấn ok. Là nó có rồi nhá. Các bạn có thể tùy chỉnh thu nhỏ, phóng to tùy ý mình. Đó. Thôi chịu nhá. Ok.